Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sắc màu văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị, trong chuyên mục kỳ trước, chúng ta đã được theo dõi và tìm hiểu nghi lễ cấp sắc cho Then Bụt của đồng bào Nùng Lòi ở huyện Quảng Hòa. Chuyên mục tuần này, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của nghi lễ cấp sắc cho Then Bụt. Sau khi đệ tử là người thụ lễ đã được các thầy trao tín vật, trao đồ lễ và cấp sắc phong, đến đây các nghi lễ của lễ cấp sắc gần như đã hoàn thành. Bụt Lương Thị Mặn thực hiện nghi lễ tại thầy Tào, thầy Thanh Bụt đã vất vả 3 ngày 3 đêm để tiến hành cấp sắc cho đệ tử. Cảm ơn công lao của các thầy đã dành cho mình. Trong suốt quá trình thực hiện nghi thức cảm ơn và trao vải hồng cho các thầy là bài diễn có nội dung thể hiện sự biết ơn của người đệ tử. Đồng thời, theo quan niệm của người Nùng nơi đây, việc trao vải hồng như một nghi thức nhận cha mẹ, anh em trong nghề để khi những người này khuất núi, người đệ tử mới được đến chịu tang. Thông qua nghi lễ này cho thấy, ngoài mang tính cộng đồng, lễ cấp sắc của đồng bào Nùng Lòi còn thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo. Ngoài mối quan hệ thầy trò, thì lễ cấp sắc còn thiết lập nên mối quan hệ cha mẹ và con cái. Theo như cách gọi của đồng bào Nùng là bò say, mè say và lục say. Lúc này, đệ tử là người được cấp sắc trong buổi lễ cũng phải chuẩn bị đồ lễ để cảm tạ lễ cho sư phụ và thầy Then Bụt chính đến cấp sắc cho mình. Mỗi người một tấm chăn, một tấm chiếu, một chiếc ô và một bộ quần áo. Còn hai thầy Then phụ, mỗi người một bộ quần áo, một chiếc ô và đôi dép. Cấp sắc xong phải kiêng 21 ngày, không được làm việc gì cả. Đến bữa ăn con cháu phải dâng cơm, cũng có người chỉ kiêng 10 ngày, có người kiêng 5 ngày. Không được cãi nhau, không được xuống chuồng gà, chuồng trâu, chuồng bò. Thưa quý vị và các bạn, sau khi thực hiện các nghi lễ ở trong nhà, thì đây là bước nghi lễ cực kỳ quan trọng của cái việc cấp sắc của người Nùng. Đây nghi lễ này là có ý nghĩa là đi báo cáo các tổ tiên, báo cáo thổ công ở ngoài. Và nghi lễ này thì người làm thầy sẽ dẫn theo đệ tử để báo cáo với thổ công và với các linh ở bên ngoài để phù hộ cho người đệ tử mai mốt đi giải hạn cho nhân gian và cầu phúc cầu an cho mọi người được mọi thứ hanh thông thuận lợi. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những nghi lễ này của tôi nhé. Sau khi hoàn tất các nghi lễ, thầy Tào và thầy Bụt tiếp tục dẫn dắt đệ tử làm lễ xuống đồng, đi trình diện các thần linh, thổ công và mỏ nước đầu làng. Trước khi đi ra ngoài, một phần lễ bắt buộc đó là thầy Tào sẽ phải làm một bài khấn cùng với nghi thức cắt tiết gà để thông qua đó đoán ý thần linh xem đi hướng nào thì sau này làm nghề sẽ thuận lợi. Trong đoàn tùy tùng sẽ có người cầm ô che chở cho các thầy và đệ tử được cấp sắc. Người cầm ô phục vụ cả đoàn đều phải là người đã được lựa chọn từ trước và có cuốn vải đỏ. Tất cả các nghi thức đều phải tuân thủ từng nước bước nghiêm ngặt, buộc người hành lễ phải tuân theo. Ngoài ra, khi đi ra đồng trình diện, còn có các đệ tử của các thầy Tào đánh chiêng trống suốt cả hành trình đi báo cáo thổ công, hà bá và thần linh. Tại mỗi điểm đến, đều có người mang theo lễ tạ, gồm thịt lợn, rượu, xôi, gà, gạo. Sau đó, thầy Tào sẽ thực hiện các bài khấn với nội dung báo cáo và cảm ơn. Rồi.
khi báo cáo thả báo tại khu vực mỏ nước trên đầu hàng. Ngoài bài khấn của thầy Tào, đoàn sẽ cử hai người phát biểu hoàn nghèo mang nội dung cầu mong các vị quan thần phù hộ. Trong lễ cấp sắc sinh hoạt văn hóa cộng đồng được thể hiện rõ nét, đó là sự quan tâm hỗ trợ của cả cộng đồng. Người được mời dự lễ cấp sắc là họ hàng, bà con làng xóm đều mang một vài lễ vật đến. Nếu là anh em thân thích bên nội, bên ngoại, còn đem lợn quay hoặc một con lợn đến góp cùng buổi lễ. Cùng với đó là các lễ vật như bánh dày, rượu, gạo. Tất cả anh em họ hàng đều được mời cơm trong suốt 3 ngày 3 đêm diễn ra buổi lễ. Tôi cũng từng được chứng kiến nhiều lễ cấp sắc rồi, nhưng lần này thấy hay nhất. Mệnh phải làm bụt thì mới làm được, và nhất định phải kiêng thịt trâu, thịt bò, thịt chó thì mới làm được. Những người đó được coi như mang trọng trách nên phải kiêng nhiều thứ. Tôi mong muốn các thầy trẻ sẽ làm tốt, làm hay hơn nữa. Là ăn việc lọc vượt này ấy, thêm ý nghĩa. Lễ cấp sắc có ý nghĩa để thầy then bụt có bằng cấp đi hành nghề. Như các cháu có bằng cấp thì chỉ là cấp xã, cấp huyện thôi. Còn làm nghề này phải có cấp sắc. Chưa cấp sắc thì chưa được đi hành nghề. Lễ này quan trọng lắm. Nếu ai có căn số làm thầy không làm không được, bắt buộc phải làm thì sau này mới tiếp tục giải hạn, làm điều tốt đẹp cho làng xóm. Sau nghi thức xuống đồng, bụt Lương Thị Mặn sẽ trao vải hồng cho anh em thân thích, là những người đã tận tình giúp đỡ, phục vụ lễ cấp sắc được diễn ra suôn sẻ, đúng bài bản. Mỗi người sẽ được chính tay người thụ lễ trao một vải hồng vắt qua vai và một chén rượu tỏ lòng cảm ơn. Một điều đặc biệt là trong suốt quá trình 3 ngày 3 đêm khi diễn ra lễ cấp sắc, người thụ lễ không được phép nói chuyện với mọi người, chỉ được thực hiện các bài diễn sướng. Tất cả những điều kiêng kỵ và phải bắt buộc tuân thủ trong quá trình làm lễ đều thể hiện sự nghiêm túc, linh thiêng và quan trọng của lễ cấp sắc. Thông qua lễ cấp sắc, góp phần bảo lưu giá trị văn hóa nghệ thuật lâu đời của dân tộc được biểu đạt qua các bài hát và diễn sướng là phương thức chủ đạo trong nội dung hành lễ của các thầy Tào, thầy Bụt. Bên cạnh hát và múa thì âm nhạc cũng được thể hiện rõ nét. Mỗi một hình thức văn hóa tín ngưỡng đều có nhạc cụ mang tính đặc trưng riêng. Xuyên suốt những nghi lễ diễn ra trong lễ cấp sắc là câu chuyện được tái hiện thông qua các bài khấn. Các bài khấn này biểu đạt về nghệ thuật ngữ văn dân gian vốn rất phong phú trong đời sống văn hóa các dân tộc. Bên cạnh đó, nghệ thuật tạo hình và trang trí của đồng bào Nùng Lòi cũng được phát huy trong lễ cấp sắc. Ngoài việc bố trí không gian hành lễ theo tôn ti trật tự, thì nghệ thuật cắt giấy cũng được người dân phát huy tối đa thông qua các tạo hình chim én, hình nhân cưỡi ngựa. Các hoa văn trang trí trong lễ cấp sắc thể hiện trí tưởng tượng phong phú và ví von sâu sắc của cộng đồng dân tộc Nùng nơi đây. Tất cả các yếu tố hòa quyện trong lễ cấp sắc, từ nghệ thuật diễn sướng, các bài khấn, nghệ thuật tạo hình cho đến văn hóa tâm linh, đã tạo nên nét đặc sắc, phong phú, đậm nét văn hóa tín ngưỡng dân tộc mà đồng bào Nùng ở Quảng Hòa và các huyện miền đông của Cao Bằng đã lưu truyền từ ngàn xưa cho đến ngày hôm nay. Đây là những giá trị cốt lõi mà dù trải qua bao nhiêu thế hệ, trải qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử thì vẫn trường tồn đến mai sau.